Namo Thì xin thưa với quý vị, thanh tịnh đạo á, vốn dĩ có thể xem như là một bản chú giải, nhưng mà đặc điểm của thanh tịnh đạo đó là bản chú giải này đó không phải là chú giải cho một bài kinh cụ thể, mà thanh tịnh đạo á, bản thân đó là chú giải cho toàn bộ tam tạng. Và cái phần chú giải này đó được trình bày theo cái cơ sở là giới, định và tuệ. Và khi chúng ta nhắc đến chú giải đó, rất nhiều những nhà nghiên cứu họ băn khoăn, và có nhiều người đó họ cho rằng cái bản chú giải này là tác giả là Ngài Buddha Gosa. Nhưng mà quý vị lưu ý giùm sư một chuyện, đó là Ngài Buddha Gosa, Ngài không phải là tác giả của chú giải, nhớ giùm nha. Mà bản thân các chú giải này đó có từ thời Đức Phật lận, tức là khi Đức Thế Tôn dạy xong một bài kinh nào rồi, chư tỳ kheo thời đó đó sẽ đọc lại y chang như vậy, không thêm không bớt một chữ. Và ở trong đó, đó sau khi nói xong, các vị đó mới giảng giải lại từng chữ ở trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Và sau này đó chúng ta tổng hợp lại, đó là thành chú giải. Cũng giống như khi mà sư mở kinh ra, sư giảng cho quý vị nghe, thì sư sẽ đọc một đoạn kinh, sau đó sư giải thích cho quý vị biết đoạn kinh đó có nghĩa là gì. Và những lời giải thích đó chúng ta gọi là chú giải. Nhưng nó khác ở chỗ là bây giờ sư là một phàm tăng, cho nên á, cái lời nói của sư thì nó mang tính chất tham khảo, và chúng ta phải suy xét thận trọng coi nó có đúng hay là sai. Tại vì nhiều người cũng phân tích kinh lắm, không riêng gì cá nhân ông sư Hạnh Tuệ, nhưng mà cái sự chính xác là phải kiểm chứng. Còn vào thời Đức Phật á, thì để những cái lời mà giải thích kinh đó được chắc lọc, truyền thừa từ đời này qua đời khác, thì đó phải là những lời giải thích có chất lượng, mà hầu hết là đến từ các vị thánh. Chính bởi vì như vậy, các cái bản chú giải được truyền miệng và truyền từ đời này sang đời khác đi kèm với kinh tạng. Sau khi Phật giáo truyền qua Sri Lanka, tức là truyền qua Tích Lan, thì bên cạnh cái tạng kinh, tạng luật và tạng A Tỳ Đàm, còn truyền luôn cả cái tạng chú giải qua bên đó. Rồi khi mà truyền qua bên đó, các cái bản chú giải được dịch sang cái tiếng Tích Lan. Và cũng giống như mình thôi, tức là khi mà một vị sư giảng kinh thì giảng bằng tiếng địa phương, thì các bản chú giải đó khi mà đọc lại thì cũng sử dụng tiếng Tích Lan. Rồi lâu dần á, cái bản Pali, bản gốc của chú giải đó bị thất thoát. Và Ngài Buddha Gosa là vị chắc lọc lại, tìm lọc lại những cái bản chú giải, bao gồm luôn cả tiếng Tích Lan, và dịch ngược trở lại sang Pali. Và Chư Tăng sau khi kiểm chứng và xác nhận
cái tính khả thi, tính chính xác và có thể sử dụng được của các cái bản chú giải này. Một đặc điểm của Thanh Tịnh Đạo đó là khi Ngài Buddha Gô Xá Ngài soạn ra Thanh Tịnh Đạo là Ngài mặc định những người học Thanh Tịnh Đạo đó đã biết A Tỳ Đàm rồi. Và đây là cái khó của chúng ta, bởi vì trong Thanh Tịnh Đạo có rất nhiều những cái khái niệm của A Tỳ Đàm, mà nếu như chúng ta chưa có biết A Tỳ Đàm thì chúng ta theo nó rất là khó khăn. Trước mắt thì khi mà nhắc đến, đụng chạm đến những khái niệm nào bên A Tỳ Đàm thì sư sẽ dừng lại một chút xíu để sư giải thích cho quý vị. Nhưng mà về lâu về dài đó, quý vị phải học A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm còn gọi là Abhidhamma hoặc còn gọi là Vi Diệu Pháp. Thì ở trong kênh YouTube của sư Hạnh Tuệ đã có một cái danh sách phát là lớp A Tỳ Đàm vỡ lòng. Tức là quý vị khi mà về có thể dành thời gian để xem lại lớp A Tỳ Đàm vỡ lòng. Ở trong đó đó, sư sẽ hướng dẫn quý vị từng ly từng tí những kiến thức căn bản của A Tỳ Đàm. Rồi sau khi mà quý vị học á, chúng ta sẽ có cái kiến thức đó, rồi chúng ta học tiếp Thanh Tịnh Đạo á, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta, sẽ dễ hiểu hơn. Và cái này chúng ta phải siêng ha, chứ còn mà không siêng thì cái chuyện học á, nó rất là khó. Và một đặc điểm nữa của Thanh Tịnh Đạo đó là vốn dĩ Thanh Tịnh Đạo là của một vị sư viết để cho các vị sư thực hành. Vốn dĩ ban đầu á, cái này dành cho trong giới tăng lữ để thực hành. Tức là nếu như quý vị muốn hành thiền, hoặc là chúng ta biết sợ sanh tử luân hồi thì chúng ta mới theo cái lớp này. Còn mà mình mê ăn, mê chơi, mê hưởng dục á, thì quý vị theo không nổi đâu. Sư phải nói trước cái chỗ khó, để sau này khi mà quý vị học vào bên trong á, thì sẽ thấy yêu cầu để chúng ta theo cái Thanh Tịnh Đạo á, yêu cầu rất là cao, phải ly dục đó. Bởi vì á, vốn dĩ là dành cho những vị tu thiền. Nếu như mà chúng ta mê tu thiền á, mê hành thiền, thì chúng ta học Thanh Tịnh Đạo là rất là tốt. Cái bài kệ dẫn nhập mà quý vị coi ở trong Thanh Tịnh Đạo, rồi sau đó đó Ngài Buddha Gô Xá giải thích, thì bản thân bài kệ dẫn nhập đó, những lời giải thích sau không phải là giải thích cho bài kệ này, mà bài kệ này giống như là một cái lời mở đầu, một cái cớ để trình bày con đường giải thoát bằng giới, định và tuệ. Có nhiều người đó hỏi là mấy ông sư Nam Tông tu cái gì, thì sư nhớ là thầy sư trả lời chỉ đơn giản: các sư Nam Tông tu giới, định và tuệ. Còn mà cái chuyện chúng ta chia pháp môn ra đó, thì các pháp môn đó cũng không nằm ngoài giới, định và tuệ. Như bữa trước sư nói đó, giống như con bò đó, một cái bầy bò mà con dê, con lừa nó lẫn vào trong đó, nó có ráng cỡ nào thì nó cũng không phải là con bò. Bởi vì cái lông nó không giống lông con bò, cái chân nó không giống chân con bò, cái tiếng của nó cũng không giống tiếng con bò. Cũng vậy đó, mình mang danh là học Phật,
nha, mang danh là Phật tử, hoặc các vị tu sĩ mang danh là các thầy, các sư, lẫn vào trong hội chúng, tự nhận mình là tu sĩ, tự nhận mình là Phật tử. Mà nếu như không có tu giới học, định học và tuệ học, thì mình có nhận là Phật tử, mình cũng không phải là Phật tử. Mình có nhận là thầy, nhận là sư, cũng không phải là thầy, không phải là sư. Bởi vì mình không có giới học, định học và tuệ học. Cho nên con đường tiêu chuẩn đi đến giác ngộ giải thoát phải là con đường giới, định và tuệ. Tất cả các lời dạy của Thế Tôn chúng ta đều có thể phân đó vào giới, định và tuệ. Ví dụ như cái lời dạy là không làm các việc ác, tuân giữ mọi hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Bản thân đó cũng là giới, định và tuệ. Cho nên nếu như có một cái pháp môn nào, có một phương pháp tu tập nào mà nó nằm ngoài giới, định và tuệ thì chắc chắn đó không phải là lời dạy của Thế Tôn. Còn nếu như có một phương pháp tu tập nào mà chỉ có giới chứ không có định, không có tuệ thì đó là một phương pháp thiếu sót. Hoặc là một phương pháp chỉ có giới, có định mà không có tuệ thì đó cũng là một phương pháp thiếu sót. Hoặc là một phương pháp tu học mà chỉ có tuệ, không có giới, không có định thì đó cũng là một phương pháp thiếu sót. Hồi xưa đó, khi mà sư ở một thiền viện chuẩn bị xuất gia bên đó rồi, khi mà các thầy kết thúc cái buổi hạ đó về trình pháp với thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì mới hỏi là các thầy khi mà các thầy nhập hạ như vậy các thầy làm cái gì. Các thầy trả lời dạ thì cũng bình thường thì cũng nhổ cỏ, rồi tới giờ thì ngồi thiền, rồi tới giờ thì lao tác, tức là xưa sau thì giờ vẫn vậy. Hòa thượng trụ trì mới nói là tôi mong các thầy trình bày cho tôi đó là các thầy có được cái sở chứng gì. Chứ còn cái chuyện mà các thầy chỉ có tới giờ thì lao tác, tới giờ thì hành thiền thì đó có khác gì chuyện hàng ngày đâu. Tức là cái chuyện nhập hạ đó nó không có tiến chuyển gì hết. Sau khi sư nghe như vậy đó, sư có một cái suy nghĩ là cái vấn đề ở đây đó là ở ngôi thiền viện này không chú trọng giới học. Ở đó đó chỉ chú trọng là gọi là sáu pháp hòa đồng, còn 250 giới tỳ kheo không được chú trọng. Mà thậm chí đó, nếu như có ai mà giữ giới thì sẽ bị khiển trách, sẽ bị kỳ thị và cho rằng đây là người chấp giới, tu không được, tu giỏi là phải bỏ giới. Thì nó khiến cho sư khi đó sư suy nghĩ giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Mà nếu như ở đây quý vị không giữ giới, định ở đâu ra? Mà định không có thì tuệ ở đâu ra? Rồi chính bởi vì ở đó không có coi trọng giới cho nên cái chuyện là hành thiền á nó chạy trật lắm. Nó giống như là một cái sự đấu tranh nhiều hơn.
Không cần biết anh tu như thế nào, anh phải ngồi kiết già được 2 tiếng thì mới tính. Còn mà anh ngồi kiết già không được 2 tiếng là anh chưa tính. Còn anh ngồi đó cái tâm anh nó nghĩ cái gì là chuyện của anh, nhưng anh phải ngồi kiết già được cái đã. Rồi có vị ngồi mà thấy ánh sáng là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng mà sau này khi mà sư đi qua Miến, đến trường thiền ở Miến, nơi đó có một đặc điểm là chưa biết anh tu thiền như thế nào, tôi không cần biết. Đầu tiên anh phải giữ giới trong sạch cho tôi. Có khi một vị tỳ kheo một ngày sám hối 2 lần để đảm bảo giới của vị đó trong sạch. Tôi chưa cần biết anh hành thiền đúng hay sai. Cái chuyện đầu tiên tôi cần anh làm là anh giữ giới trong sạch cho tôi. Và quý vị biết ở cái môi trường đó, những vị mà hành thiền á, ngồi 8 tiếng một ngày, cái chuyện đó là chuyện thấy hoài. Bình thường không có cái gì đáng để tự hào. Còn cái chuyện mà thấy ánh sáng, sư xin thưa, ở đây mình hành thiền mà thấy ánh sáng là mình thấy nó kinh khủng lắm, ghê gớm lắm, giống như cái truyền thuyết vậy đó. Nhưng ở đó đó, thông thường nha, sư nói thông thường á, một tuần lễ thấy ánh sáng rồi, nó không là cái gì hết. Nó thẳng là nó không là cái gì hết. Mà cái chuyện không là cái gì ở xứ người ta đó là cái chuyện truyền thuyết, là cái chuyện lớn lao, là chuyện ghê gớm ở xứ mình. Tại sao vậy? Bởi vì ở thiền viện người ta đi vào là phải giữ giới trước. Anh không giữ giới anh đi về. Chính bởi vì như vậy, cái con đường giới, định và tuệ là con đường chúng ta phải đi qua. Ở nơi nào mà chúng ta chỉ có tuệ học mà không có giới học, không có định học, thì chắc chắn cái con đường đó không thể đi tới nơi tới chốn được. Hoặc là con đường chỉ có định học, không có giới học, không có tuệ học, con đường đó cũng không đi tới nơi tới chốn được. Phải là con đường có cả giới, định và tuệ thì chúng ta mới tu được, mới đi tới nơi được. Cho nên á, ban đầu sư nói với quý vị là muốn hành thiền, đầu tiên chúng ta phải giữ giới. Sư không yêu cầu quý vị là về tới nhà vẫn giữ giới. Đó là quyền lợi của chính mình. Về nhà mình có giữ giới được hay không là do mình. Nó giống như bây giờ sư cho quý vị một cục tiền thì quý vị hưởng bây giờ, còn cái chuyện đi về mình có giữ được cục tiền đó hay không là chuyện của quý vị, chứ không còn là chuyện của sư. Năm giới cũng y chang như vậy đó. Sư cho quý vị phước, cái phước đó là cái phước gì thì chúng ta học trong thanh tịnh đạo từ từ chúng ta sẽ biết. Chúng ta giữ cái đó là chúng ta giữ được cục phước. Còn cái chuyện về nhà chúng ta có giữ được hay không, đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là thôi về nhà tôi giữ không được, thôi bây giờ ông sư cho tôi khỏi nhận đi, thì nó cũng không nên. Chính vì như vậy, những bữa sau, những vị mà muốn hành thiền á, trước mắt nha, sư nói trước mắt, lớp thanh tịnh đạo chưa có các câu hỏi thì 6:15 chúng ta bắt đầu là dành cho những vị muốn hành thiền. Còn ai chưa muốn hành thiền thì 6:30 tới cũng được. 6:30 là dành cho bắt đầu đi vào lớp thanh tịnh đạo, còn trước đó 15 phút là dành cho cái chuyện hành thiền. Mà trước khi hành thiền á, quý vị sẽ xin giới trước.
xin năm giới, xin cho trong sạch giới, sau đó chúng ta mới ngồi xuống chúng ta hành thiền. Và về sau, ví dụ như là qua cái lớp ngày thứ 7 là lớp Kinh Trung Bộ, sư thấy ở đây nhiều vị cũng học lớp Kinh Trung Bộ, thì sư báo luôn là lớp Kinh Trung Bộ á, thì cũng bắt đầu vào lúc 6:30, nhưng mà từ lúc 6 giờ sư có mặt ở đây. Cái chuyện sư có mặt ở đây là để quý vị có thắc mắc. Cái vấn đề thắc mắc là vấn đề cá nhân của mình ha. Có thắc mắc thì tới đây trước hỏi sư, sư sẽ trả lời những thắc mắc cho quý vị. Đó. Như vậy thì chúng ta vừa giải quyết được những thắc mắc của mình mà vừa không ảnh hưởng đến giờ học chung. Còn giờ học thì vẫn là 6:30. Rồi sau khi trả lời thắc mắc xong, thời gian còn lại dư thì sư sẽ hướng dẫn quý vị hành thiền. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần giới của thanh tịnh đạo. Đầu tiên á, là chúng ta xem những cái cách mà chúng ta phân loại giới. Thứ nhất á, chúng ta thường hay nói cái chuyện là giữ giới, giữ giới. Nhưng mà như thế nào là giữ giới thì đôi khi chúng ta không biết, hoặc có rất nhiều tranh cãi về cái chuyện giữ giới. Có người đó thì họ nói là hễ tôi xin giới là tôi có giữ giới rồi. Cũng có người nói là khi nào mà tôi đối diện thử thách mà tôi vẫn giữ được giới thì đó mới gọi là giữ giới. Rồi có người họ lại thắc mắc là họ lại nói là nếu như một cái người nhà giàu thì người ta làm đồ ăn cho họ, họ cũng không có nhu cầu sát sanh. Ảnh giàu quá rồi, ảnh ở một mình, ảnh tiêu xài tài sản của ảnh thôi, cho nên ảnh cũng không cần trộm cắp. Ảnh có 5-7 bà vợ, cho nên ảnh cũng không cần phải tà dâm. Ảnh có cái gì ảnh kêu người ta, không cần phải lấy lòng, cho nên cũng không cần phải nói dối. Mà cái tánh của ảnh cũng không uống rượu luôn. Như vậy ảnh có giữ giới hay không? Cho nên cái cách để chúng ta phân loại giới, nó giải thích cho chúng ta như thế nào là giữ giới. Thì cái việc đầu tiên á, chúng ta giữ giới là khi mà chúng ta có chủ ý từ bỏ những cái hành động hoặc lời nói ác. Tức là từ bỏ những điều ác từ thân và khẩu. Xin lấy ví dụ ha. Khi mà chúng ta thọ giới đó, ở bên Nam truyền thì có cái câu như thế này: tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tức là kể từ bây giờ nè, tôi quyết định là tôi sẽ tránh xa sự sát sanh. Có nghĩa là vào thời điểm này tôi đã có chủ ý là tôi không sát sanh nữa. Thì vào thời điểm đó mình coi giới, không cần phải có ai lôi con gà ra đưa mình con dao rồi mình từ chối giết nó thì mới gọi là giữ giới. Mà khi ngay từ bây giờ nè, mình quyết định với chính mình ha, quyết định là từ giờ tôi sẽ không sát sanh nữa, thì vào thời điểm đó mình đã là người coi giới. Cho nên Phật giáo mới có câu là cái gì? Là buông hạ đồ đao mà lập địa thành Phật. Tức là cứ chỉ cần bỏ xuống cái con dao đồ tể là có thể tu Phật được rồi, có thể giác ngộ được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ngay thời điểm mà mình quyết định, mình có chủ ý là thôi từ giờ trở đi tôi không phạm giới nữa, từ giờ trở đi tôi không làm các điều ác nữa,
thì ngay thời điểm chúng ta quyết định từ bỏ những điều ác từ thân và từ khẩu là khi đó chúng ta có giới rồi. Và cái chủ ý đó, chúng ta gọi đó là tâm sở tư, tức là cái chetana. Như sư nói ngay từ đầu á, là ngài Buddha Gosa khi mà soạn Thanh Tịnh Đạo là mặc nhiên là chúng ta đã biết A Tỳ Đàm rồi, cho nên nó cũng kẹt. Thì cái chetana, muốn biết cái chetana là gì đó thì chúng ta phải cần phải biết cái tâm sở là gì. Cái tâm sở chetasika tức là những cái đặc tính của tâm. Nó như thế này nè quý vị, nó giống như là bây giờ sư có một cái ly nước cam, sư giả sử đây là cái ly nước cam, thì ở trong đây thành phần gồm có nước và có cam, có khi có đá trong đây nữa. Thì để gọi đây là một ly nước cam thì đây bắt buộc phải có nước, có cam và có đá. Nếu như chỉ đơn giản là nước không thôi đó thì nó không thành nước cam. Nhưng mà phải có nước, thì cái nước đó đó chúng ta gọi đó là cái nền của nước cam. Và trong cái nước đó tùy theo chúng ta bỏ cái gì vào trong đó thì chúng ta gọi đó là cái nước đó. Như chúng ta bỏ cam vào, nó là nước cam. Chúng ta bỏ chanh vào, nó là nước chanh đó. Rồi chúng ta bỏ muối vào, nó là nước muối. Nhưng mà nó đều phải có nước. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Theo A Tỳ Đàm á, cái tâm á, bản chất nó chưa có cái gì hết. Tùy theo cái tính chất đi kèm của cái tâm là gì, chúng ta gọi đó là cái tâm đó. Xin lấy ví dụ, một cái tâm nó đi kèm tính chất tham thì chúng ta gọi đó là tâm tham. Cái tâm á, đi kèm tính chất sân thì chúng ta gọi là tâm sân. Nhưng mà một cái tâm không đơn giản chỉ là một tính chất, mà có rất nhiều những cái tính chất đi kèm ở trong đó. Tức là nó sẽ gom rất là nhiều những yếu tố nó bỏ vào. Thì trong rất nhiều những yếu tố đó thì mỗi một yếu tố đó chúng ta gọi đó là tâm sở, tức là đặc tính đi kèm của tâm. Nhức đầu chưa? Cho nên là ở đây cái tâm sở tư nó là cái đặc tính của tâm, tức là trong cái tâm của mình nó có một cái đặc điểm, đó là sự chủ ý, sự cố ý. Khi chúng ta làm bất kỳ việc gì thì chúng ta phải có chủ ý. Giống như ở trong A Tỳ Đàm có một đoạn Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta nói chủ ý chính là nghiệp. Tức là đó, khi chúng ta làm bất kỳ việc gì mà chúng ta có chủ ý thì cái đó mới tạo ra nghiệp. Còn khi chúng ta làm cái chuyện gì á mà chúng ta không có chủ ý thì nó không tạo ra nghiệp. Sư lấy ví dụ, bây giờ mình đứng dậy mình đi, đi uống nước đi, thì cái chủ ý của mình á là đi uống nước, đúng không? Cái chuyện mình đứng dậy, cái chủ ý của hành động đứng dậy là đi uống nước. Nhưng mà trên cái con đường đi đó mình lỡ đạp trúng một con kiến và nó chết, như vậy mình có phạm tội sát sanh hay không? Xin thưa là không. Bởi vì
mình không có chủ ý giết con kiến. Nhớ giùm nha, chủ ý tạo ra nghiệp. Mà khi mình đứng dậy mình đi á, cái chủ ý của mình là chủ ý đi lấy nước. Mình không hề ý thức được là có con kiến dưới chân, mình không biết. Và mình cũng không hề có cái chủ ý là giết nó. Nhưng mà bước đi thì đạp trúng nó và nó chết. Chính bởi vì như vậy, mình không phạm giới sát sanh, bởi vì mình không có chủ ý. Cái chuyện giới này cũng như vậy. Khi mà mình có chủ ý là giữ nó, có chủ ý là từ bỏ những chuyện ác, thôi tôi không làm chuyện ác này nữa, thì khi đó mình có giới. Còn trong cái quá trình đó nó như thế nào thì nó không dính dáng. Cái quan trọng là mình có chủ ý như vậy. Nó quan trọng lắm quý vị. Sư lấy ví dụ, bây giờ chúng ta thấy một cái con kiến, nhưng mà kiến nhiều quá, mình lấy chổi mình quét. Thì cái chủ ý của mình á, mình phải hỏi coi chủ ý của mình là gì. Có phải chủ ý của mình á, chỉ đơn giản là quét con kiến nó đi? Mình có chủ ý là đừng có làm cho con kiến nó chết, cho nên mình quét rất là nhẹ. Nhưng lỡ con kiến đó là con kiến gió, nó rất dễ chết, đụng vào là nó chết. Thì nếu như nó chết, mình cũng không phạm giới, bởi vì mình vốn dĩ không có chủ ý đó. Hoặc như mình thấy một cái con, đứa con nít đi, nó thấy một cái con kiến đang bò, mà nghe bà mẹ nói là đừng có giết kiến nhà con, thì nó thấy thì nó cũng tội nghiệp, nó bóc con kiến, nó bóc ra chỗ khác. Thí dụ như con kiến nó bò vô cái tô, nó chỉ lấy bóc con kiến, nó bóc ra chỗ khác, thì nó chỉ có chủ ý là bóc con kiến ra chỗ khác. Nhưng con nít tay nó không biết nặng nhẹ, khi nó bóc ra con kiến nó chết rồi. Thì khi đó đứa con nít nó vẫn không phạm giới, bởi vì cái chủ ý của nó là không giết con kiến. Thì khi đó nó không phạm giới. Cho nên ở đây đó, cái chuyện mà khi mà mình có chủ ý giữ giới là mình đã có giới, đó rất là quan trọng. Nhưng mà sư nhắc, luôn luôn sư phải nhắc cho quý vị nhớ là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nhớ giùm sư, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Sư lấy ví dụ như cái chuyện đứa con nít đó, nó bóc con kiến ra, đúng là nó không có chủ ý giết con kiến, nhưng mà cái nghiệp, tức là cái hành động bắt con kiến ra mà để con kiến chết, thì nó vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động đó. Chứ không phải là như vậy thôi, không phải tạo nghiệp thì không có chuyện đó nha. Rồi cái thứ hai đó, cái giới ở đây đó là cái trạng thái của tâm, trạng thái tâm của những người đã từ bỏ các điều ác từ thân và khẩu, thì cái đó chúng ta cũng gọi là giới. Thì cái trạng thái của tâm như sư nói đó là cái cetasika. Nó là những cái trạng thái, ví dụ như những cái tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Một lần nữa sư hy vọng là quý vị sẽ dành thời gian để học cái A Tỳ Đàm vỡ lòng
sư đã có danh sách phát trong cái kênh YouTube Sư Hạnh Tuệ. Khi quý vị học á, thì chúng ta học cái lớp này nó sẽ dễ tiếp thu hơn, bởi vì nó sẽ tránh những cái thuật ngữ mà nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ rất là bối rối. Bây giờ sư nói theo cái kiểu đối với những người mà không có học A Tỳ Đàm đi. Nó như thế này nè. Khi chúng ta tu, khi chúng ta đang hành thiền, khi chúng ta đang ngồi nghe pháp, thì có phải là chúng ta đã có trong tâm của mình á, nó đã từ chối cái chuyện là nói dối đúng không? Khi mình đang hành thiền, tâm đâu có nói dối, mình đâu có mở miệng ra nói dối đâu. Khi mình nghe pháp, mình đâu có mở miệng ra mình nói dối đâu. Thì cái tâm lý, sự nói cái tâm lý sẵn sàng để không nói dối, hoặc là cái tâm lý bài xích chuyện nói dối, nó đã có sẵn trong tâm của chúng ta rồi. Hoặc là bây giờ nè, khi chúng ta đang học đạo, thì trong tâm của chúng ta đó đã từ bỏ cái chuyện là trộm cắp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không từ bỏ cái chuyện trộm cắp á, nãy giờ mình đâu có ngồi đơn giản mình ngồi ở đây, mà con mắt mình á, sẽ láo liên coi có ai sơ hở gì hay không. Mà mình mặc dù á, mình không có nhắc đi nhắc lại tâm của mình là không trộm cắp nha, không trộm cắp nha, không trộm cắp nha, nhưng mà tâm của chúng ta đã có đặc điểm đó rồi. Mà đặc điểm đó, đó là đi kèm theo tâm, đi kèm theo rồi, mình không cần phải để ý tới nó, nhưng nó đã có rồi. Thì như vậy đó là cũng xem như chúng ta có dự giới. Rồi khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nghe pháp, thì rõ ràng chúng ta đã từ chối chuyện nói lời vô ích, nói nhảm nhí tám chuyện. Rõ ràng quý vị ngồi đây quý vị nghe, chứ đâu có khều cái người kế bên rồi bắt đầu ngồi tám chuyện trên trời dưới đất đâu. Bình thường á nha, bình thường á mà mình ngồi như vậy mà ngồi không nè, kiểu gì cũng khều người kế bên hỏi chuyện này chuyện kia, nói chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp, đang ngồi học đạo, thì tự nhiên mình thấy là chuyện này nó không nên, bây giờ không phải lúc ngồi nói chuyện. Thì cái tâm lý từ chối chuyện nói lời vô ích đó, nó đã có trong tâm của mình rồi. Thì khi đó cái tâm của mình ấy, đã có giới rồi. Và bây giờ nè, rõ ràng chúng ta không có suy nghĩ giết hại, và nếu như có con muỗi mà nó đậu trên tay của chúng ta đó, thì thôi cũng kệ nó. Thì như vậy là trong tâm của chúng ta đó, nó đã có tâm lý là từ chối sát sanh rồi. Chính bởi vì như vậy đó, cái trạng thái của tâm khi mà chúng ta từ bỏ những cái ác hạnh từ thân và khẩu là khi đó chúng ta giữ giới. Khi chúng ta đang hành thiền, chúng ta không có suy nghĩ phạm giới là chúng ta đã giữ giới. Giới đó còn là chuyện khi mà chúng ta kiên cử, kiên tránh những chuyện ác từ thân và khẩu. Ví dụ như khi chúng ta thấy con muỗi nó đậu trên tay của mình á, mình kiêng, mình tránh cái chuyện là giết nó, mình không muốn giết nó, mình tránh cái chuyện giết nó, thì khi mình tránh đó đã là giữ giới. Rồi khi mà giả sử như người nhà
mua một con gà về kêu chúng ta hãy cắt cổ gà, mình từ chối, mình không cắt, là khi đó mình đã giữ giới. Hoặc nó còn một cái như thế này nữa nè, là để đề phòng cái chuyện là mình không muốn cắt cổ gà, mình không muốn cắt cổ gà, cho nên á, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ dỗ quải người nhà đâu phải ai cũng ăn chay đâu. Thử mà quý vị đãi đám dỗ, quý vị kêu là đãi đám chay còn người ta có tới không? Hoặc là mình đãi tiệc, đãi tiệc đám cưới chẳng hạn, mình kêu mình đãi chay có ai dám tới không? Nhưng mà bây giờ mình không muốn giết con gì hết, bây giờ sao giờ? Thì mình phải kiêng, phải tránh nó bằng cách gì? Đi ra siêu thị, đồ đông lạnh ấy, gà đông lạnh, cá đông lạnh, hải sản đông lạnh, nó đã chết sẵn rồi, mình mua về. Đạo Phật gọi đó là tam tịnh nhục. Mình mua về thì mình đã tránh được cái chuyện là giết mổ, thì bản thân cái chuyện đó cũng là giữ giới, chứ không phải chờ đến cái chuyện là đưa con gà ra mình kề dao vô cổ nó, mình không giết mới gọi là giữ giới. Mà mình ráng làm sao để mình tránh đưa mình vào trường hợp phải bị thử thách thì nó cũng là giữ giới. Hoặc á, giống như một anh mà ảnh có cái số đào hoa quá, mà người ta thương mình không thương lại thì tội nghiệp người ta, cho nên là ảnh cố ý ảnh tránh những nơi mà ảnh phải gần gũi riêng với người phụ nữ. Hoặc là ảnh cố ý ảnh đi vô rừng ảnh tu chẳng hạn, thì khi đó, đó là khi ảnh có cái chủ ý tránh để mình vào trường hợp phải thử thách giới hạnh, khi đó là giữ giới. Hoặc là quý vị bình thường á, chúng ta thích tám chuyện trên trời dưới đất lắm, gặp nhau là mình không cưỡng được cái mong muốn nói chuyện của mình, thì bây giờ đó mình tránh, mình không có gặp mặt bạn bè nữa, mình tránh bớt tiếp xúc, tại vì bớt tiếp xúc sẽ bớt nói chuyện, thì cái chủ ý bớt tiếp xúc đó để tránh, để mình bớt cái chuyện nói nhảm nhí, bản thân nó cũng là giữ giới. Thấy không? Chứ không cần phải tới ngồi ở kế một bên mà mình không nói chuyện mới là giữ giới. Sư nhớ cách đây nhiều năm á, nó có một cái vụ lùm xùm cũng khá là kỳ cục. Đó là một cái vị tu sĩ, nó có một cái loạt ảnh á, thầy thì ngồi ở đây, rồi có một con yêu nữ nó cứ lẫn giờ lẫn quẩn ở xung quanh đó, đó. Nó tạo dáng này nọ kia, rồi vị này cố định tâm. Nhiều lúc suy nghĩ chi vậy? Không cần phải để mình vào trường hợp thử thách như vậy mới gọi là giữ giới, mà bản thân anh tránh, tránh phụ nữ, tránh cái chuyện để mình vào hoàn cảnh đó cũng là giữ giới rồi. Chứ không cần phải chờ người ta là phải tới quyến rũ mình thì mới gọi là giữ giới. Giới là giữ cho mình, chứ giới không phải là giữ để cho người khác coi mình. Thì nãy giờ đó, cái giới chủ yếu là ở thân và khẩu. Tại vì ý đa phần là chúng ta đưa vào ở trong phần định. Tại vì cái nhiệm vụ mà thanh lọc tâm là nhiệm vụ của anh định, cho nên đa phần chúng ta chỉ nói về giới đó là chỉ cần dừng ở thân và khẩu thôi. Có nghĩa là miễn làm sao mà chúng ta không dùng thân và khẩu làm cái chuyện ác là đủ rồi. Xin lấy ví dụ, bây giờ mình muốn nói dối quá,
trong đầu mình nghĩ đủ thứ chuyện hết, nhưng mà miệng mình không nói là giới mình không phạm, hoặc là mình muốn sát sanh nha. Mình nghĩ ở trong đầu mình á, những cái chuyện mà sát sanh. Nói như vậy quý vị khó tưởng tượng, khó hình dung. Sư nói như vậy nè, mình coi phim, thậm chí là mình coi truyện, hay là mình chơi game, mình sát sanh ấy, mình thích thú cái chuyện sát sanh. Nhưng cái đối tượng đó nằm ở trong cái ý của mình thôi, nó chỉ dừng ở trong cái ý thôi. Mình không đem nó ra bên ngoài, mình không có hành động, mình giết cụ thể, nó chỉ dừng lại ở cái ý thì chưa phạm giới. Cho nên cái giới nó chỉ dừng lại ở thân và khẩu, nhưng không có nghĩa là cái ý nó không quan trọng nha. Đừng có hiểu lầm. Tại vì ở đây là sư chưa nói tới ý, chứ không có nghĩa là ý là được phép. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo. Thành ra đó là ở đây chưa nói tới ý, chứ không phải là ý thì không có chuyện. Sư không có nói cái chuyện là mình có suy nghĩ sát sanh, suy nghĩ trộm cắp, suy nghĩ tà dâm không tạo nghiệp. Sư không nói nha, nhớ giùm, nó vẫn tạo nghiệp, chẳng qua sư chưa nói tới thôi. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là có khi vô tham, vô sân và chánh kiến cũng được xếp vào giới. Một vài trường hợp vô tham nè, vô sân nè và chánh kiến cũng được xếp vào giới, mặc dù nó là ý. Vô tham ở đây nghĩa là gì? Vô tham không phải là không có tham nha, nhớ giùm. Mà vô tham á, là trạng thái tâm đối nghịch với tham thì mới gọi là vô tham. Xin lấy ví dụ như một người á, đang nóng giận, đang live stream gọi là chửi hết người này, chửi tới người kia, chửi từ trên xuống dưới, chửi từ trong ra ngoài, thì con người đó đang sân hận, trong tâm sân đó không có tâm tham. Thì khi đó tâm tham không có mặt, nhưng chúng ta không thể gọi người đó là vô tham. Mà vô tham ở đây là trạng thái đối nghịch với tâm tham thì mới gọi là vô tham. Ví dụ như chúng ta bố thí, khi mà chúng ta quyết định từ bỏ tài sản thì có phải là chúng ta đối nghịch với cái trạng thái là ôm giữ, níu kéo, nắm chặt tài sản? Thì tâm của chúng ta nó đối nghịch với tâm tham, khi đó mới gọi là vô tham. Cho nên nhớ, vô tham là trạng thái tâm đối nghịch với tham mới gọi là vô tham, chứ không phải là không có tham nha. Nếu nói, tại vì sư nghe một số vị như vậy nè, khi mà họ giữ cái tâm họ nó rỗng rang á, cái tâm họ rỗng rang, tâm không có nghĩ thương thích, họ gọi đó là vô tham. Xin thưa, nếu như chỉ đơn giản tâm không nghĩ đến chuyện thương thích mà là vô tham á, tôi đi ngủ nó cũng vô tham. Cho nên nhớ, đối nghịch với tham mới gọi là vô tham. Tương tự như vậy, trạng thái tâm vô sân á, phải là đối nghịch với tâm sân thì mới gọi là vô sân.
Chứ lấy ví dụ như khi mà mình đang ca hát tâm tham một đống đó, đâu có sân đâu, thì đâu gọi là vô sân được. Hoặc là khi chúng ta đang ăn một bữa ăn rất là ngon, đang tham, đang ăn ngốn đầy miệng hết, khi đó tâm không có sân, tâm tham nó đang chiếm trội, thì cũng không gọi đó là vô sân. Mà vô sân á, phải là trạng thái đối nghịch với tâm sân mới gọi là vô sân. Ví dụ như trạng thái tâm từ, mình nhìn thấy chúng sanh á, mình thương chúng sanh, thì cái trạng thái từ tâm á, mong cho chúng sanh được sự an vui, khi đó mới gọi là vô sân. Hoặc là khi người ta chửi mình, người ta vu khống mình, họ đứng dậy, họ chỉ tay vào mặt mình, họ thét vào mặt mình, họ vu khống mình, mà khi đó đó mình suy nghĩ đây là con người đáng thương, tự nhiên á, tạo nghiệp chi không biết, rồi cái nghiệp này á, rồi phải đi địa ngục, rồi phải chịu những cảnh khổ, mà bản thân cái người này á, họ phải đang phiền não, họ phải giận dữ, họ phiền não dữ lắm á, thì họ mới tấn công mình. Thì khi đó chúng ta đang vận dụng tâm bi vô lượng để chúng ta giải quyết cái đối tượng này. Thay vì người ta chửi mình nổi sân lên, thì ở đây người ta chửi mình sanh lòng bi mẫn, và khi đó lòng bi mẫn đó chúng ta có thể gọi là trạng thái vô sân. Hoặc là khi chúng ta nóng giận, chúng ta suy nghĩ không nên giận, không có nên, nên bỏ giận đi, đừng có giận. Thì khi chúng ta ráng, chúng ta kìm cái lòng mình lại, chúng ta ráng, chúng ta kiểm soát nó, không cho cái sân nó phát triển, thì cái trạng thái kiểm soát đó đó gọi là vô sân. Và chánh kiến cũng tương tự như vậy, tức là cái trạng thái đối nghịch với tà kiến thì mới gọi là chánh kiến. Mà cái chánh kiến ở đây thì nó là một cái vấn đề khá là dài, cho nên là sư cũng không có nói quá chi tiết mà chỉ nói sơ thôi. Chánh kiến mình có hai cái. Thứ nhất là mình thấy cái gì? Thấy nhân quả, thấy là hễ làm cái gì gieo nhân là phải gặt quả, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Thì khi chúng ta biết được như vậy, thấy được như vậy là chúng ta có chánh kiến. Thì bản thân nó cũng là giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta sẽ ngăn ngừa những chuyện ác. Chính bởi vì như vậy nó cũng được xếp vào giới. Cái thứ hai đó là chúng ta thấy mọi vật ở thế gian này đó đều không tránh khỏi vô thường, khổ và vô ngã. Tức là cái trí thấy tam tướng, thấy thế gian này đó không tránh được vô thường, khổ và vô ngã.
thì đó cũng là chánh kiến. Tại sao cái chánh kiến này đó lại xếp vào giới? Là bởi vì khi chúng ta thấy những cái này nè, chúng ta sẽ kiêng làm những chuyện bậy. Bởi vì chúng ta biết là rồi cái gì nó cũng vô thường. Mà cái gì nó vô thường thì có đáng hay không để mình vì chuyện đó mà mình tạo các ác nghiệp. Chính bởi vì như vậy đó, cái chánh kiến nó giúp cho chúng ta kiểm soát lời nói và hành động khỏi những chuyện ác. Chính bởi vì như vậy có đôi khi chánh kiến cũng được xếp vào giới. Ngoài ra đó, giới còn có nghĩa là sự chế ngự. Chế ngự ở đây đó là có nhiều loại, như là trong Tăng Chi có nói là có 5 cái sự chế ngự. Thứ nhất á, là chế ngự bằng giới bổn, tức là chúng ta giữ giới đó, tỳ kheo 227 giới, bắc truyền 250 giới, cư sĩ giữ 5 giới hoặc 8 giới. Thì bản thân cái chuyện chúng ta giữ tròn cái giới hạnh của chúng ta theo giới bổn á, bản thân nó là cái sự chế ngự. Đương nhiên quý vị có ai có giữ giới là biết rồi. Giữ giới mình phải kiểm soát ghê lắm, mình phải chế ngự ghê lắm. Có những cái muốn làm nhưng mà vì giới cho nên mình không có làm. Cho nên cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải chế ngự bằng giới bổn. Cái thứ hai đó là chế ngự bằng chánh niệm. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải nhìn cái tâm này, chúng ta biết cái gì nó đang diễn ra, thiện hay bất thiện. Nếu nó là bất thiện á, chúng ta phải chế ngự nó lại. Mà cụ thể ở đây có hai cái. Thứ nhất là cái chuyện phòng hộ các căn, được mô tả giống như người lính canh giữ ở 6 cái cổng thành. Người nào đi ra đi vào là người lính phải quan sát cẩn trọng, xem coi đây là người tốt hay người xấu. Mà nếu như đây là người xấu là phải ngăn ngừa họ từ ở ngoài, phải sống trong cái tình trạng là cẩn trọng, cảnh giác, không có buồn ngủ giả dược. Cẩn trọng 6 căn của mình: mắt nhìn thì phải kiểm soát cái mình nhìn. Kiểm soát ở đây là kiểm soát cái gì? Không nhìn những cái mà khiến cho tâm tham xuất hiện, không nhìn những cái mà khiến cho tâm sân xuất hiện, không nhìn những cái khiến cho tâm ác xuất hiện. Ví dụ như nhìn người khác giới làm cho tâm dục xuất hiện thì phải kiểm soát nó lại, không nhìn người khác giới. Một vị tu sĩ ở trong giới luật được hướng dẫn là khi vị đó đi ra ngoài, ví dụ như khi đang đi, khi đang khất thực, hoặc là khi đi từ nơi này qua nơi kia, khi vị ấy bước đi, vị ấy chỉ nhìn trong tầm khoảng 2 mét, nhìn xuống dưới, mắt nhìn xuống dưới trong tầm khoảng 2 mét thôi, không có nhìn lên nhiều, thì nó giúp cho thu thúc cặp mắt lại. Và khi sư đi khất thực á, sư thấy quả đúng như vậy. Khi mà đi mà nhìn cái tầm 2 mét á, thì đủ để biết xung quanh có cái gì. Thí dụ như xe từ xa chạy tới mình vẫn biết, không cần phải nhìn lên, không cần phải nhìn nghiêng, mình chỉ cần giữ cái tầm mắt 2 mét
là xe từ các hướng chạy tới mình có thể biết, nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Mình không biết là cái người chạy tới đó là nam hay nữ, đẹp hay xấu, mình không biết. Mình chỉ biết là có đối tượng đi tới, đủ rồi. Thì như vậy là mình thu thúc cặp mắt mình lại. Tương tự như vậy, mình thu thúc tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi chúng ta thu thúc các giác quan đó thì nó gọi là chế ngự. Rồi ngoài ra đó, cái sự chánh niệm ở đây còn có một phần nữa, đó là sử dụng các vật dụng có sự quan sát. Đặc biệt á, là những vị tu, những người tu thì phải đặc biệt lưu tâm cái này. Đó là gì? Khi mình sử dụng bất kỳ cái gì thì mình đều phải quan sát cái đó. Ví dụ như những thứ tôi ăn không phải là để cho đẹp, không phải là để chơi bời như những cái người ở thế gian, không phải là để có cơ bắp, không phải là để có nhan sắc, không phải là để tôi có sức khỏe để tôi hưởng dụng, mà tôi sử dụng thực phẩm đây mục đích là để tôi có được cái tuổi thọ, để tôi thực hành con đường đưa đến giác ngộ. Một người tu phải quan sát, phải quán sát như vậy. Rồi khi mà mình mặc y phục vào, mình phải suy tư là cái y phục này nè, tôi mặc không phải để cho đẹp, không phải để trang trí, mà tôi mặc chẳng qua là để che thân mà thôi, chẳng qua là để che khỏi những cái mũi mồng, gió, nắng, răng nhỏ, răng lớn, và nhằm mục đích là để tránh cái chuyện hở hang, xấu hổ, để tôi có thể yên lòng mà tôi tu. Rồi cái chỗ mà tôi ở đây nè, không phải là tôi để tôi hưởng dục, không phải là để che kín khuất mắt người đời rồi tôi vào đó tha hồ tôi hưởng dục ở trong đó, không phải. Mà cái chỗ tôi ở á, nhằm mục đích tránh mũi mồng, gió, nắng, tránh những con thú, và để có một nơi thanh vắng để tham thiền nhập định, để quan sát như vậy. Rồi những cái thuốc mà tôi dùng á, chẳng qua là để chữa bệnh mà thôi, nhằm mục đích là để tôi có sức khỏe tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Đó là những cái mà một người tu phải quan sát nó hằng ngày. Theo luật là một người tu phải quan sát nó ít nhất một lần trong ngày. Còn ai mà không có sự quan sát đó trong ngày ít nhất một lần là vì đó phạm giới. Ngoài ra đó, cái chế ngự ở đây còn mang ý nghĩa là chế ngự bằng sự kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây quý vị ai có học Trung Bộ thì biết rồi. Tức là gì? Kham nhẫn đối với mũi, mồng, gió, nắng. Kham nhẫn đối với nóng, lạnh. Kham nhẫn đối với đôi, khác. Kham nhẫn đối với những lời chê trách, phỉ báng. Thì khi mà mình kham nhẫn như vậy đó, cũng được gọi là mình giữ giới. Bởi vì nó có sự kiểm soát, mình kiểm soát chính mình để mình kham nhẫn. Mà cụ thể kham nhẫn như thế nào thì quý vị quay trở lại bài học Kinh Trung Bộ
cái bài mà các lậu hoặc cần được đoạn trừ nhờ vào kham nhẫn. Và một điều nữa đó là chế ngự bằng sự tinh tấn. Bởi vì đó, chúng ta phải nỗ lực giữ giới, phải nỗ lực lắm á, chứ không nỗ lực không giữ giới được. Chúng ta phải nỗ lực để chúng ta giữ giới. Thì cái chuyện nỗ lực đó, ví dụ như chúng ta nỗ lực để mặc dù á, cái chuyện chúng ta giữ giới nó làm cho chúng ta mất đi nhiều người bạn. Từ cái việc mất đi nhiều người bạn đó, nó dẫn đến cái chuyện là thu nhập chúng ta bị kém đi. Ví dụ như chúng ta không uống rượu thì chúng ta thiếu đi rất nhiều những cái vòng gọi là giao tế, chúng ta mất nhiều khách hàng, rồi từ đó thu nhập chúng ta bị giảm sút. Nhưng chúng ta vẫn nỗ lực để giữ giới, không vì chuyện đó mà chúng ta phá giới. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện nỗ lực á, nó cũng là giữ giới. Rồi tiếp nữa đó, giữ giới ở đây đó, còn là nuôi mạng thanh tịnh. Cái sự nuôi mạng thanh tịnh ở đây nghĩa là sao? Đối với hàng cư sĩ á, thì có nghĩa là chúng ta nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình bằng những nghề nghiệp không làm hại đến chúng sanh khác. Chúng ta đi làm để kiếm tiền, nhưng mà chúng ta không phạm giới, chúng ta không kiếm tiền bằng lời nói ác hoặc hành động ác. Tức là sự kiếm tiền của mình á, không hại mình, không hại người. Thì khi đó chúng ta nuôi mạng thanh tịnh. Đây là một cái giới rất là quan trọng nha quý vị. Đừng có nghĩ là đó, tôi hy sinh để tôi nuôi gia đình của tôi. Đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta phạm giới để mà chúng ta nuôi sống gia đình thì gia đình của chúng ta sẽ cộng nghiệp chung với chúng ta. Xin lấy ví dụ, bây giờ mình vì gia đình mà mình trộm cắp đi, để mình lấy tiền đó mình nuôi gia đình, đời sau kiếp khác bản thân mình á bị nghèo khó, hoặc là mình phải rơi vào cái cảnh tù tội, hoặc là mình bị cái bệnh hiểm nghèo, bản thân mình không có tài sản phải chịu khổ, nhưng gia đình của mình cũng phải khốn cùng chung với mình. Tức là nhà có đứa con đứa cháu bị tù tội, nhà có đứa con đứa cháu bị bệnh trầm kha, nhưng mà vì thương nó bỏ không được, cho nên bán nhà, bán cửa, bán hết gia sản để lo cho nó. Coi như là gia đình tan nát cũng vì một cái đứa đó. Mặc dù á, nó đâu có muốn như vậy, nhưng mà do nghiệp, cho nên mình thương nó. Mà chính vì mình thương nó, mình phải bán hết tài sản để lo cho nó, mà lo cũng không được. Cho tới cuối cùng khi mà nó chết rồi, nó chết mình cũng sống trong cái cảnh là nghèo đói bần hàn. Thì do năm xưa cái người mà họ phạm giới họ để họ nuôi mình á, bây giờ họ chịu cái nghiệp chính nè, thành ra họ bị bệnh nè,
bệnh trầm kha đau khổ là cái người chính và phải chịu, mà mình á, là người hồi xưa được nuôi, cho nên mình cộng nghiệp chung với họ, thành ra đời nay mình phải vì họ mà mình chịu khổ. Thành ra đừng có nghĩ là mình hy sinh đời bố, củng cố đời con, xin thưa nên suy nghĩ lại. Và ngày hôm nay thì thôi còn một dòng nữa sư nói luôn đi. Tức là còn vị tỳ kheo á, riêng vị tỳ kheo thì cái nuôi mạng thanh tịnh ở đây là vị đó chỉ được đi khất thực chứ không được đi làm kiếm ăn, tức là không được mua bán, không được kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Cái này nói ra thì nó động chạm, nhưng mà bây giờ giờ dạy thì phải nói thôi chứ sao giờ. Tức là muốn nuôi mạng thanh tịnh, vị tỳ kheo muốn nuôi mạng thanh tịnh thì vị đó chỉ được đi khất thực. Đấy. Rồi Phật tử họ thương thì họ cúng cái gì thì mình dùng cái đó, chứ cũng không được mè nheo xin xỏ cái nọ cái kia, lại càng không thể kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là cái sự nuôi mạng của vị tỳ kheo. Và cái điều cuối cùng á, là giới còn là sự không vi phạm của thân và khẩu. Tức là từ cái ngày mà mình thọ giới rồi cho đến khi mình chết, mình không phạm giới thì nó cũng có nghĩa là mình đã giữ được giới. Tuy nhiên, tùy theo cái sự nỗ lực của mình tới đâu, tùy theo cái chuyện mình nhớ giới tới đâu mà cái phước mình tới đó. Như vị tỳ kheo thường xuyên nhớ nghĩ tới giới thì cái phước vị đó lớn. Còn một cái anh nhà giàu, điều kiện không cần phải phạm giới, ảnh cũng không nghĩ nhiều tới giới, thì ảnh cũng có giới nhưng mà cái phước nó nhỏ thôi. Đấy. Đó là các cái cách phân loại về giới. Rồi bài học hôm nay tới đây thôi. Và sư mong là quý vị ráng kiên trì để theo học. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên người xung quanh nơi đây. Cầu mong cho các ngài thọ lãnh tùy ý, sau đó thông báo cho chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc của chúng tôi dù ở đâu thì cũng được hay được biết để thọ lãnh phần phước này. Mong cho tất cả chúng sanh sau khi thọ lãnh phần phước này rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Chỉ có một vài điều căn dặn để quý vị có sự chuẩn bị. Thứ nhất, muốn hành thiền được thì chúng ta phải là người giữ giới. Tức là giới hạnh của chúng ta đó phải trong sạch. Nếu như mà giới của chúng ta chưa có sạch đó, thì chúng ta nên thọ giới trở lại. Đừng có nghĩ cái chuyện là bây giờ cái giới tôi không sạch rồi, làm sao tôi hành thiền bây giờ, thì cứ thọ bình thường không sao hết. Thậm chí đó,
Bây giờ quý vị thọ giới xong về quý vị giữ không được thì cũng không sao. Tại vì ít nhất là trong cái giai đoạn này, vào cái thời điểm này, chúng ta giữ giới. Giữ giới được một ngày có phước của một ngày, giữ giới được một giờ có phước của một giờ, giữ giới được nửa tiếng có phước của nửa tiếng, giữ giới được bao lâu có phước của bấy lâu. Đừng có sợ cái chuyện là tôi thọ giới rồi sau đó tôi giữ không được, tôi mang tội. Xin thưa, chúng ta giữ giới mà không được chúng ta mang tội, đúng rồi. Nhưng chúng ta không giữ giới mà chúng ta phạm giới, chúng ta mang tội nặng hơn. Cho nên đừng có ngại cái chuyện là tôi thọ giới sau đó đi về nhà tôi giữ không được. Quý vị ở dưới nghe rõ không? Tôi thấy cái micro hôm nay hình như nó hơi yếu. Cái thứ hai đó là khi quý vị bước vào chùa rồi, sư nhắc quý vị là hãy buông bỏ những cái trách nhiệm, những cái gánh nặng để hết ở ngoài cổng chùa đi. Khi chúng ta ở ngoài á, chúng ta là những người mẹ, là những người vợ, là những người bà, là những người con. Chúng ta phải lo cho gia đình, chúng ta phải lo rất là nhiều chuyện. Nhưng mà khi chúng ta bước vào cổng chùa rồi, chúng ta lo cho chính mình. Bây giờ đó là lúc chúng ta sẽ để hết những trách nhiệm bên ngoài cổng chùa, là lúc mà chúng ta lo cho chính mình, chịu trách nhiệm cho chính mình. Chính bởi vì như vậy, khi đã bước vào cổng chùa, hãy để hết toàn bộ những trách nhiệm, những bổn phận, những lo toan để hết bên ngoài cổng chùa. Thậm chí đó, tắt điện thoại đi. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta học chỉ có từ 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó, thiên hạ vẫn thái bình, ai sống vẫn cứ sống, mà ai khổ vẫn cứ khổ, chiến tranh vẫn xảy ra, hòa bình vẫn thiết lập, mọi thứ vẫn đâu vào đó. Chỉ có một tiếng rưỡi thôi, cứ để hết qua một bên đi, không sao đâu. Khi mà chúng ta không còn ôm những cái gánh nặng, không còn ôm những trách nhiệm, chúng ta buông hết mọi thứ ở ngoài cổng chùa, khi đó đó chúng ta mới sống trong một tư thế của một người tạm thời buông gánh nặng. Và khi đó đó chúng ta mới yên tâm hành thiền được. Cho nên bây giờ đó, hãy bình tâm, hít thở đều, tập để những gánh nặng xuống, để hết bên ngoài cổng chùa. Chỉ niệm giùm sư một chữ buông thôi. Buông, buông hết, buông những trách nhiệm, những bổn phận, những lo toan, toàn bộ hãy buông xuống. Buông, buông, buông. Hãy hít thở đều, hít vào, biết là hít vào, thở ra, biết là thở ra.
hít vào, biết là hít vào. Thở ra, biết là thở ra. Toàn bộ những vấn đề khác ngoài ra, hãy buông xuống, buông xuống, buông xuống. Quý vị đọc theo sư ha. Idam me punyam,
Nibbanasa Pacchayo Hotu Imangno Punyaphagang Sabbasattanang Dema Sadhu Sadhu Sadhu. Chúc quý vị an vui. Idang me punyang asuakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacchayo hotu. Mamang punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.